con còn cái này. Cần một ngón này đâm cua nấu gì ngọt quá vậy. Cua quá cua ngọt. Cua tối không bắt á. Cha cha ngon chưa cha? Hả ngon không? Bữa hôm hăng bà đi bắt cua ở đâu? Khánh cùng vợ mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhà hôm nay Khánh đi bắt cua về sáng ngày mai Khánh nấu uống nước uống riêu cua nghe cả nhà. Mời cả nhà đi bắt cua cùng với lại hai chồng nha. Em còn. Cả nhà thấy con cua không? Thấy cả nhà thấy con cua không? Thấy cua nè. Con cua trang chỗ cái Khánh ngồi nè. Thôi để anh bắt cho. Hai con luôn á. Hai con hả? Rồi con kia chạy rồi. Càng rủi nha. Nấu ngoài đi anh đem vô đêm. Rồi mé nè. Đây đừng còn nữa nha. Thôi chạy luôn rồi. Tại cầm cái điện thoại nè. Thôi em quay em ơi. Em quay chắc họ bắt không đủ ăn đâu. Thì gãy với anh ngứa hả? Cua đây rong không đi. Con cua khải cua đây. Quay cận cảnh không được cái nhà. Cua không có mưa nhát quá. Có thấy đây bò đâu nữa. Nằm dưới cái bọc. Qua đây rồi. Để nó lặn. Một con cua. Bột này ha. Đủ, mới đủ đống canh gõ tay chưa đủ đống uống chưa. Đi họ cũng đủ ăn mà. Đủ quá cả nhà. Không dám lại gần nó lặn. Lại gần lại gần. Cái này mà mưa xuống á là cua nó ra lắm. Tại không có mưa á, cua nó không có ra. Nó ra nó không được dài con. Cái này dịch nó cua dữ lắm luôn. Cái cận cảnh đó là đại hàng nó chạy nó rất nước. Không giống mày cận cảnh. Nó chết mập luôn, cua đực. Wow.
hơi còn. Cua nằm ở đây nè, không biết bắt chín hay không, tại tầm điện thoại đây nè. Đây cả nhà, một con cua nữa. Con còn nữa. Nhà ăn cuồng đây nè, nó nằm trong đây nè, hơi cằn của nó, ủ cái quen đó. Cua này cua lột. Ngày đây là cua hồi tối đánh bắt nè, hai chồng tối đi săn cua được có chừng này cũng cỡ khoảng 1 kg cái nè, tại cua bự không à, có con này là bự nhất luôn nè, đi cua càng không à. Hồi tối thì Khánh định là đi bắt cua về để nấu bún riêu, nhưng mà số lượng cua thì ít quá cả nhà, thì hôm nay là Khánh sẽ nấu với lại rau bùn ngót, nấu canh bùn ngót. Đây là rau bùn ngót nè, rất là tươi luôn, tại vì tháng mưa á, rau tươi dữ lắm. Mẹ mua 2 bó, 3 bó luôn hả? 3 bó này là tầm 15 ngàn, tại vì bó cả 5 ngàn cả nhà. Tại cái này rau này nó cũng rẻ, tại vì mưa xuống rất là nhiều, người bị ta trồng mà ta đem ra ta bán. Cua sữa nè. Không nhận cua này, em nhận con nào thấy bự bự không? Cua sữa nè. Cái càng đó kìa nè, thịt rất là chắc luôn, tại cua đồng á. Phải mình được nhiều thì mình nấu riêu, với còn nhiều đây thì nấu canh thôi chứ không có đủ đâu. Cái này em lặt á, em lặt xong rồi hồi cái đi rửa lại. Em lấy bàn chải em sạc ở dưới cái hay là cước á. Thì nó rong nó rất là nhiều, tại nó nằm ở trong thấy cái hố mà của người ta lâu năm á cả nhà. Nó ở rất là rong ở bên hông rồi nè, rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là cua thì nấu canh bùn ngót, còn cá này là cá rô, cá chê, cá phi, nói chung là có cá lóc tửng nữa. Cá này là Khánh câu nè, thì cá này là Khánh sẽ muối xả ớt chiên. Thì hôm nay là mình ăn cá chiên xả ớt với lại canh cua bùn ngót. Vậy bây giờ em coi tách cua em đâm nha, anh lặt ra bùn ngót, anh tước lá ra bùn ngót với lặt gì. Cái này con gái phụ luôn. Con dạ ông bà cô chú. Con trai là con nửa lớn lên con mới dội nha. Con biết là nửa lớn lên hỏi ra càng dạy dạy, chứ là từ rồi mình biết mình làm luôn nha. Vài bữa nữa cũng vô học, cái 20 tây này là con gái vô học lại rồi. Lớp 3 năm rồi, lớp 2, năm nay lớp 3. Cái này đừng để đâu. Để đây nè. Rau rất là non luôn. Non ha, nhiều lá nữa luôn. Tháng mưa rau bùn ngót rất là ngon. Cái này mình lặt vậy nè, rồi xong rồi cái này nè, mình cắt bỏ cái khúc đầu, rồi xong rồi cái mình gặm lại là nó sẽ ra cái cực non, là nó sẽ sống luôn đó nha. Chiến xa mình hỏi tốn tiền mình mua, là mình cứ ra ngoài bờ mương nè, cái mình cầm gặm với sình á, là tự động là nó sẽ tốt à, tự mọc. Mình gặm mới lên chứ phải tự mọc không. Cái này để hồi đấy kéo cắt cho nó vậy. Cái nhà bạn con cũng có lá luôn vậy. Vậy hả? Cô tước kìa nè, tước hết luôn, tại vì nó non lắm. Cái này tới rồi, không rồi. Để cha kéo vậy hả? Không, kéo
Dạ, ừ đúng rồi, một gói một cái thôi. Cái nhiều quá là nó sẽ bị sót lá lại đúng không? Còn lá ừ. Em coi đâm cua xong rồi cái em rửa rau luôn nha. Anh ốp cá cá rất là ngon. Cá này là cá đồng chính hiệu. Đi vòng vòng một xíu cũng có ăn cả nhà. Giờ mình cho vào đây là một muỗng cà no, muỗng rưỡi. Muối thì mình sẽ cho 2 muỗng. Mình cho bột ngọt vô luôn. Cho xả, xả với ớt, với tỏi luôn. Dạ, dạ. Ừ. Cảm ơn con nha. Tại không ai cầm quay á, cho phải đặt máy quay, cho phải ngồi vậy mới được. Cái này mình nấu có khoảng 20 phút mình chiên á, nó thấm vô nó ngon lắm. Dạ cua em đâm rồi nè, bây giờ em được nước. Lược nước bằng nước lọc nữa nha. Ừ, đâm vậy đó mới có thịt. Nó chế cho ngập luôn. Tại rau nhiều đó là em phải cho nước nhiều nhiều lại đi. Tại vì nước nhiều nó ngọt thì mình khỏi mất công hồi chút xíu mình bỏ vô. Mình cứ lược nước nhiều đi. Tại cua nó có là nó sẽ tự động nổi lên nè. Tại mình lược cua này nè, mình phải dùng tay chứ mình. Là trước tiên là em lược cua là em đi rửa tay sạch sẽ cả nhà. Em cứ đổ nước nhiều nhiều lại nha. Mình lược ra được rồi cái mình đổ nước thêm vô. Cái gì thịt nhiều lắm em. Dạ. Rồi cái này mình lấy cái gì mình cà cho nó thịt nó xuống. Lấy cái muỗng. Vậy em coi em được cô ơi, anh nhúng lửa anh chiên cá được ha. Ừ. Rồi cái gì mình bắt hai lò luôn cho nhanh. Giờ cũng trễ. Gà nó kêu quá trời hiểu quy. Dạ. Nên nhờ gái quay đi giùm luôn. Tập quay ngốc lên, quay cho trai nghe. Dạ. Bỏ củi luôn rồi con gái à. Nóng quá à. Thì mình cháy tỏi trước để cho canh nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho nước cua vào. Bây giờ mình chiên cá luôn. Cho dầu vào luôn. Mình làm hai cái ăn cơm giờ này cũng trễ. Nó nóng mình cho tỏi vào. Giờ tỏi vàng là mình sẽ cho những con cá bự được chiên trước. Là chắc chiên hai lần rồi đó. Cá gì nó ngon rồi. Là mình cá đồng chính hiệu luôn. Thơm quá con. Bây giờ nó chín nó nổi lên nè con. Quá trình hợp luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ rau vào. Mình ngót là mình phải dò nha. Mình bỏ vô mình phải dò cho nó nhuyễn nha. Dò cho dập cho nó nhuyễn. Nếu
nước mình nó sẽ vừa ngọt cua mà vừa ngọt của cái rau. Mình sẽ cho một muỗng muối vào, một bọt thì mình sẽ cho một muỗng muối, và nó thì mình sẽ cho một muỗng. Tại vì cua với lại mùi gót cũng đã ngọt, mình sẽ cho một muỗng cà phê đường thôi. Nguyên có thịt không ha? Cái ăn tiêu không được, bởi vậy chút xíu rồi cái mình lên mình múc cái tô mình bỏ tiêu sao. Giờ mình sẽ cho hành vào nữa là mình nhắc xíu rồi. Chặn ha. Ừ. Mà canh rất ngọt lắm ha. Cái này là quá ngọt. Cái này có cua nè, có cồng ngót ra nữa. Mình cho thêm một chút xíu nước mắm vô nữa. Không có xuống. Vô cá nó vàng một bên, giờ mình sẽ cho bề thôi. Hồn quá. Ui, dành thử luôn ha. Ừ. Phải cho khói đi. Vàng đi ngon rồi, nó chơi nó chóc rồi. Món mũi chảo khác nè, tại vì nó không được chống dính luôn. Ừ. Anh lấy đũa á, anh lấy đũa anh chở thôi. Không được, không được. Mình là ngon lắm rồi đấy. Chưa mới về. Ồ. Các bạn đây mau mau mau. Cái bài bên mình chưa nè. Rồi nó mau lắm. Còn lúc mình mới mình chưa thì nó hơi lâu thôi. Cái chiều chảo nóng dữ lắm. Con cá chê là không được cho, còn mấy cá khác không hết. Mình lấy đũa làm. Mẹ, mẹ rửa chén xong rồi, mẹ ăn cơm con. Ừ. Bây giờ nè, mẹ lỡ tay mình rửa chén rồi. Giờ con đứng lên, con đi vô nhà, con mẹ bà nội ra ăn cơm. Ha. Cơm canh chay chín hết rồi. Ha, tại vì ngại. Thấy ngon quá ha mẹ. Ừ. Cá nè. Cá vàng ôm luôn. Trời ơi. Mấy cá rô đó bự bự ra ngon lắm đó cha. Ừ. Bây giờ quá. Cá cũng đã chín rồi, mời cha mẹ mời cả nhà dùng cơm nha. Ơi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Chị Anh nha. Con cưng cha. Vì mẹ ăn bạc của chú với con. Mẹ ăn bạc của chú cùng với con. Rồi. Mẹ gia đình mình cùng với con. Rồi. Mẹ mời cả nhà ăn cơm nha. Mẹ có mời bà nội, có mẹ ăn nội, có mời mẹ ăn cũng con. Thành nó cũng mời con quên chàng. Con quên quên nó tên. Con ngủ đã vậy. Nó quên mời ông bà. Nè quên. Thịt khô dịu. Đây này của đây mẹ kho cho bé Vi với cha. Sao con không ăn? Có thêm thịt chiên nữa nè. Mẹ ơi, mẹ để cá này cho con rửa xương. Hử? Mẹ lấy cá. Đỡ cá về đây cho mẹ con bự mẹ. Thịt con này được rồi. Cá không? Chăn chăn ra, thanh chăn, thanh ngọt, ăn ngon. Con mới cắt tiêu lên á. Không chăn dưới này. Dạ. Không cay. Mới cắt tiêu lên nó còn ở trên. Bà chăn dưới là nó không cay. Thanh dưới. Bà chăn tiêu ít được mà. Được, sao tiêu cũng mẹ dễ cũng sợ. Tiêu thì nó cay dừa. Ê, con cá này, ai con nghe xương được nè cha. Ở con xương không á con? Nè, mẹ dễ cho nè. Có hình ăn cá này. Xương. Cái này cá đồng. Ừ, cái mập luôn. Cái mùi ngon này đâm cua nấu gì ngọt quá vậy. Cua quá ngọt.
cua tối không bắt á. Dạ cha ngon chứ cha. Hả ngon không? Bữa hôm thằng bà đi bắt cua ở đâu? Bắt ngoài bến phà. 8 giờ mấy mới về. Tại không mưa, có mưa nhiều lắm luôn. Cua bự á. Xuống trong á. Cha ăn cái cua bự cho cha. Con ăn cái cua, con ăn cái đồng nhỏ. Cái này ăn cái bự ha. Cơm cả nhà. Cái đồng. Canh canh nóng rồi cơm nóng, chan chan vô chắc. Tới tới chị. Thôi giờ mình lấy dao trước thì hồi mình hút canh sao. Những cái bự nữa. Có mẹ có rồi nè. Dạo quá. Đúng rồi mẹ ơi, mẹ gửi cho con ơi. Cái này á ngoài ngoài mà trời mà có mưa á, cua nó lên bờ dễ bắt lắm, còn không có mưa nó nằm ở dưới nha. Đi đi, có bự quá con hơn nữa nè thôi. Dạ. À, mưa là cua nó ra nhóc luôn hả? Mưa cua ra gì đó. Ngày lúc trước con với anh ba bóc đi bắt cua. Nè nè nè. Dạ con. Cái mẹ cá bự có ba con à. Có cá phi cũng cũng thịt cũng nhiều em. Cá chê nữa chà. Mùa gì bằng ăn cơm ngon mà canh bùn ngót mà với cá bùi xả chiên. Đúng bài luôn á. Đúng bài luôn, uống ngon miền quê. Ngon quá. Đến lúc con ăn nha xương rồi mà. Nghe kỹ nha. Con ăn nha xương rồi. Thôi nè, nha xương nó tới ăn. Nói như con cua đồng thì nấu ngọt hơn mấy lần phép mình, cái thông mình nấu cũng bằng ngọt. Đâu bằng vậy? Cua là ngọt nhất. Ở đây ăn cá đồng, cua đồng. Qua được tưởng đâu làm giống như là mình bắt được nhiều quá là con định nấu nguyên mà thấy ít quá thôi mình nấu canh bùn ngót. Chứ là hôm trước mình cũng mới ăn bún riêu cua đồng bữa mới mấy bữa trước, hai tuần trước với mấy bữa đi. Để chừng xin lấy con cá chè thịt không, cái chè đồng nó dai vậy đó, chè đồng nha. Cái chè này cái chè trắng chè 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 sao con ăn cái một mà xả mùi nó chê không, nội dễ chăng nè, ngon quá trời cá chê nè. Ăn không? Thơm quá. Có hết ăn cá lóc rồi. Lóc đâu có rô của em. Lóc. Cá lóc, cá lóc tận á. Lóc tận. Ngon gì cho mát. Ăn rồi mà, no rồi mà canh ngon quá không miếng nữa. Còn ăn nữa. Chị nguyên cục luôn mẹ. Hết cơm rồi. No. Cái này bự nè, lấy luôn. Lấy luôn. Quạt có chữ vô. Là ăn ngon thì em mới gặp xương nữa. Giòn ngon quá. Chị nguyên cục ra. Ngon quá. Giòn gụm luôn. Giòn gụm. Mày đòi ăn cá đúng không? À, được rồi, được rồi. Ừ, bắp cá của mẹ nữa rồi. Quá với cái tài à. Đó, lo cho mẹ vậy đó ha. Mày cũng mang gái nha. Dạ. Mày không ăn gì, đưa cho mày. Ngon dữ. Bữa nào cha câu cá bự về chiên dạy cho con ăn nữa nha. Con đưa con cá đây nè, ừ, siêu bự luôn. Siêu bự luôn. Cái đuôi cá đó luôn. Thấy cái đuôi con cá siêu bự luôn hả? Vậy bữa cha câu đó nghe. Ừ. Cả nhà bữa nay một bữa cơm gia đình rất là ấm cúng, rất là ngon miệng luôn cả nhà. À, Khánh rất chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
bỏ thời gian quý báu ra xem video của Khánh. Khánh bánh chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Khánh cũng xin khép lại clip từ đây. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye. Bye bye cô chú. Cô chú ơi, cô chú, bây giờ cô chú khỏe không cô chú? Cô chú cá rồi. Trời.